Để ghép xương hàm, thường thì bác sĩ Lâm sẽ lấy xương ở đâu để thử? Làm thế nào để phân biệt được xương chất lượng tốt và lâu dài khi cắm implant? Việc ghép xương hàm có hiệu quả như thế nào? Làm sao biết được cái cơ sở nào là ghép xương có chất lượng? Cái việc ghép xương ngày nay nó thay đổi rất là nhiều. Thì trước đây thì những trường hợp mà ghép xương nhiều đó thì bác sĩ là phải làm những cái phẫu thuật rất là lớn. Phải lấy những cái phần xương như xương sọ, xương của chân là xương những cái phần xương khác nhau mà rất là cái phẫu thuật nó rất là nặng. Tuy nhiên ngày nay đó thì thường là sẽ kết hợp một phần xương rất là nhỏ là xương tự thân của mình. Và những cái vùng lấy là thường lấy ở trong miệng thôi. Nếu bác sĩ cần ít xương thì có những dụng cụ sẽ lấy những cái phần xương vùng tại chỗ đó cùng lúc với lại khi làm implant. Còn xương nhiều hơn thì bác sĩ có thể kết hợp lấy một số cái vùng xương khác, chẳng hạn như kết hợp với cái nhổ răng khôn hay là những cái vùng xương mà trong miệng thôi, để cho cái thủ thuật nó ít xâm lấn hơn. Ngày nay xu thế là sẽ kết hợp một phần cái xương tự thân với cái vật liệu thì việc ghép xương nó sẽ trở nên sẽ nhẹ nhàng hơn và ít xâm lấn hơn. Sau khi mà ghép xương xong đó thì bác sĩ thường sẽ có những cái biện pháp khác nhau để coi thử cái phần xương đó nó có đảm bảo để cấy implant hay không. Cách mà thông thường mà hay được làm nhất đó, vẫn là chụp CT. Sau thời gian chẳng hạn 6 tháng sau khi mà ghép xương, đánh giá cái thể tích xương nó có đủ hay không. Nhưng một số trường hợp khác mà cần làm nghiên cứu hay cần biết mà chính xác hơn cái mật độ xương đó thì có thể là bác sĩ sẽ làm thêm về những cái giải phẫu bệnh. Tuy nhiên trong thực tế không cần đến mức đó. Và thông thường sẽ dùng cái biện pháp là chẩn đoán hình ảnh là có thể là xác định được cái phần xương của mình là đủ để cấy implant hay là không. Thì Elite Dental tại quận 3 của chúng tôi đó là một cơ sở chuyên sâu về điều trị implant. Tức là tất cả những cái trang thiết bị, những cơ sở vật chất thì đều được thiết kế và được sử dụng theo đúng cái mục đích là để điều trị implant cũng hay là áp dụng những cái kỹ thuật số vào trong implant. Thì ở đây chúng tôi có một cái phòng mổ chuyên cho implant luôn. Tức là những cái hệ thống ghế mổ tất cả trong một hệ thống nước đều được lọc, cũng như là trong cái phòng mổ và implant thì chúng tôi có đầy đủ những cái trang thiết bị để hỗ trợ, chẳng hạn như là về cái laser, về cái phẫu thuật về piezo hay là những cái máy chạy quay ly tâm để lấy cái máu bệnh nhân được kết hợp để cho giúp quá trình lành thương nó tốt hơn. Thì như vậy về cái mặt cơ sở vật chất, về những cái trang thiết bị thì chúng tôi rất là chuyên biệt cho cái điều trị implant. Thứ hai thì những cái cơ sở vật chất và trang thiết bị này đã được thẩm định bởi những cơ quan về y tế, tức là chúng tôi có cái quyền được là điều trị implant cho những bệnh nhân bị mất răng khác nhau, và chúng tôi có thẩm định những cái kỹ thuật khác nhau về điều trị implant. Và thứ ba thì một cái tôi nghĩ rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ về bác sĩ. Tức là để một cái điều trị implant mà thành công thì đương nhiên là bên cạnh cái vật trang thiết bị, mặt cơ sở vật chất thì cái trình độ chuyên môn cũng như về kinh nghiệm cũng như là về kiến thức của người bác sĩ sẽ đóng góp quan trọng và quyết định nhất vào trong một cái ca điều trị implant. Thì ở đây thì chúng tôi cũng bên cạnh là chúng tôi điều trị implant thì chúng tôi cũng có thực hiện những cái khóa đào tạo dạy cho những cái bác sĩ làm implant, những bác sĩ trong nước hay bác sĩ trong khu vực. Và ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ những kiến thức thông qua những cái xuất bản khác nhau. Thì như vậy thì chúng tôi có thể là tự tin là Elite có thể đem lại những cái kết quả điều trị tốt nhất cho những cô chú mà bị mất răng. Elite chào bạn. Để được tư vấn, bạn hãy liên hệ với Elite qua số hotline hoặc bình luận ngay bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần.